chào các bạn nha. Hôm nay là ngày 22 Tết âm lịch. Còn có 8 ngày nữa là Tết Nguyên Đán rồi. Hôm nay mình dạo vòng chợ xem thử là cây hoa cảnh như thế nào. Ở đây là thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình nha các bạn. Nhà mình thì cách trung tâm thị xã Ba Đồn tầm khoảng 2 cây số thôi. Hơn 2 cây số là đến. Tầm giờ này thì chắc là như mỗi năm thì hoa mai rồi quất rồi đào về là đầy chợ rồi đó. Không biết như thế nào năm nay như thế nào. Cái sức mua bán năm nay thế nào theo mình nghĩ thì năm nay chắc là cũng không cao lắm, mua bán không cao lắm bởi vì năm nay nó hơi khó khăn kinh tế. Thank you.
chạy vòng đã ngồi bắt đầu mới đi xem được, chứ giờ là mình không có xem được bởi vì là mình chạy ô tô không có quay ấy được cho các bạn xem. Đó, cái chậu hoa cúc bự lắm. Đến đây chắc mình cũng xin tạm ngưng cái video. Nếu các bạn xem lại cái khung quanh bên đây một tí là mình tạm ngưng video nhé.